Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng chú trọng triển khai. Qua đó, giúp hàng nghìn nông dân trên địa bàn huyện có vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng được thành lập theo quyết định số 143 ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trên cơ sở củng cố và chia tách từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tuần Giáo, chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2008. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, khó khăn lớn nhất là điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trụ sở làm việc phải đi thuê, lực lượng cán bộ mỏng, còn trẻ và thiếu nhiều kinh nghiệm. Các chương trình cho vay, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, các quy định về cơ chế, thủ tục luôn có sự thay đổi, đối tượng vay vốn đa dạng, trình độ dân trí không đồng đều, nhất là các xã vùng khó khăn. Đến nay, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngân hàng chính sách xã hội cấp trên, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể nhận ủy thác và sự nỗ lực đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn của tập thể đã giúp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng có trụ sở làm việc khang trang. Trang thiết bị làm việc được đầu tư hiện đại, đáp ứng yêu cầu công việc, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ viên chức được đào tạo bài bản về trình độ chuyên môn nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp. Phòng Giao dịch còn mở 10 điểm giao dịch xã thị trấn cố định nhằm tạo điều kiện để người dân đến giao dịch với ngân hàng một cách thuận lợi và tiết kiệm chi phí đi lại. Khi đi vào hoạt động thì trong ban giám đốc của phòng dịch và các tổ trưởng cũng bàn và thống nhất thì thời điểm đó chúng tôi quyết tâm mấy cái vấn đề để phát triển phòng dịch như thế này. Thứ nhất là tập trung vào việc củng cố lại các cái tổ tiết kiệm và vay vốn, và ở đây bằng cách là tập huấn đào tạo cho đội ngũ tổ trưởng tổ vay vốn trên địa bàn. Thứ hai là nâng cao chất lượng tín dụng bằng cách đi đối chiếu, rà soát, kiểm tra, trên cơ sở đó phân loại chất lượng tín dụng để cắt cử cán bộ tín dụng và anh em đi từng nhà, từng nơi để đôn đốc cũng như là thúc đẩy cái hoạt động của ngân hàng đến với lại người dân. Và thứ ba, nghĩa là thời điểm đó là chúng ta cũng mới triển khai cái việc mà thực hiện cái rà soát để đổi sổ vay vốn, để từ đó cũng đã làm một cái việc nâng cao cái chất lượng tín dụng trên địa bàn. Và việc thứ ba đó là tăng cường cái hoạt động của giao dịch xã. Thế thì ở đây hoạt động giao dịch xã rất là mới, nhưng thời điểm đó thì đối với các xã mà không dính vào những cái ngày bất khả kháng như mưa, đường xá xa xôi không thể đi lại được, thì chúng tôi cho anh em đi giao dịch tận nơi và đến tận xã, tận thậm chí là có một số điểm bản là cho anh em lên đôn đốc và giao dịch tại bản. Và đấy là một trong những cái quan điểm là làm hết việc chứ không hết giờ. Để trên cơ sở đó thì ngay sau một năm thì Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện Mường Ảng dư nợ đã tăng trưởng gấp đôi, và sau 5 năm thì dư nợ đã tăng gấp 5,6 lần. Và đến thời điểm này, sau 15 năm đi vào hoạt động thì tổng dư nợ và nguồn vốn tăng trưởng so với lại giai đoạn đầu tiên, năm đầu tiên là 15,6 lần. Trong những năm qua, cùng với việc tập trung huy động nguồn vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng đã tham mưu Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện xây dựng mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Ngoài số cán bộ chuyên môn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đang thực hiện nhiệm vụ, còn có sự phối hợp chặt chẽ của 4 tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, 40 tổ chức hội cấp xã, 118 trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố và 220 tổ tiết kiệm và vay vốn tại khắp các tổ dân phố bản trong toàn huyện. Đây chính là những cánh tay nối dài đang hàng ngày sát cánh cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội trong triển khai tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện. Với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng thì đã tham mưu cho đồng chí trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các phòng ban, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tham dự các cuộc họp bình xét cho vay vốn để nguồn vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Sau khi giải ngân thì công tác kiểm tra, giám sát của phòng giao dịch đã phối hợp với tổ chức chính trị xã hội, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên kiểm tra sau khi cho vay để nguồn vốn vay đến đúng mục đích và có hiệu quả. Ngoài ra, phòng giao dịch đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các phòng ban mở các lớp tập huấn công nghệ chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi để các hộ vay biết cách làm ăn, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện đạt gần 409 tỷ đồng, với 8.665 khách hàng còn dư nợ. Nhiều xã thị trấn đã sử dụng tốt nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp đỡ các hộ vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững ở các xã, như Búng Lao với dư nợ gần 53 tỷ đồng, Ảng Cang với dư nợ gần 68 tỷ đồng, thị trấn Mường Ảng dư nợ đạt gần 63 tỷ đồng, Ảng Tở dư nợ đạt trên 50 tỷ đồng. Hàng năm, trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo của huyện lập, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể, chủ động tiếp cận, nắm bắt nhu cầu, tư vấn hướng dẫn cho vay. Chỉ đạo 220 tổ tiết kiệm và vay vốn họp bình xét đối tượng cho vay trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo điều tra và được Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt, bảo đảm dân chủ, công khai. Do vậy, nguồn vốn vay ưu đãi chính sách luôn đến đúng đối tượng. Các hộ được vay sử dụng vốn đúng mục đích và mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo cơ hội phát triển kinh tế gia đình bền vững. Để như vậy là làm được một vườn cây có diện tích như vậy là 8 hecta như của bản thân tôi, thì tất cả thì cũng nhờ rất nhiều nguồn vốn, nhưng mà trong đó nguồn vốn của ngân hàng chính sách là một trong những cái nguồn vốn giải ngân nhanh nhất, kịp thời nhất, để đôi lúc bà con nhân dân và đặc biệt là gia đình chúng tôi kịp thời bổ sung phân bón, vật tư để như vậy là phục vụ vườn cây. Và tôi thấy đấy là nguồn vốn hiệu quả cho bà con nông dân. Tính riêng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đạt trên 260 tỷ đồng. Trong đó cho vay hộ nghèo đạt trên 140 tỷ đồng, hộ cận nghèo đạt gần 51 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo đạt gần 70 tỷ đồng. Để đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy cao nhất hiệu quả nguồn vốn vay, sau một tháng kể từ ngày giải ngân vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phân công cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn, phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác đến trực tiếp các hộ được vay vốn để kiểm tra việc sử dụng vốn theo cam kết trong hồ sơ vay vốn. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng thường xuyên chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn phân công cán bộ tiếp cận các hộ gia đình vay vốn để động viên và hướng dẫn các hộ sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Hàng năm, các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với tổ trưởng các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện đối chiếu dư nợ của tất cả các hộ vay vốn theo quy định, kịp thời đôn đốc nhắc nhở những hộ có sai phạm trong sử dụng vốn vay, chậm nộp tiền lãi, chậm trả tiền gốc theo quy định, góp phần bảo toàn nguồn vốn vay. Ngân hàng phân bổ vốn cho các tổ trưởng đấy, để tôi cũng thông báo cho là bí thư chi bộ bản này, trưởng bản này, tổ chức họp bình xét cho vay. Đấy là được họp được biểu quyết cho hộ nào vay thì là bình xét cho vay, thế là được vay thì tôi tiến hành làm hồ sơ cho các hộ vay. Đối với xã Nậm Lịch là một trong những xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Do đó, việc được tiếp cận các cái nguồn lực, nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách là một trong động lực rất lớn để người dân có thể phát triển kinh tế. Trong năm qua thì Ủy ban nhân xã Nậm Lịch phối hợp với các đoàn thể sử dụng rất tốt cái nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách. Trong đó đã thực hiện 10 chương trình với tổng số là 591 thành viên, 15 tổ vay vốn. Trong quá trình mà tổ chức triển khai thì xã đã tranh thủ và thực hiện đảm bảo các cái nguồn vốn này để người dân thực hiện tốt các cái mục đích, đảm bảo theo cái nhu cầu vay vốn. Xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Hiện nay, toàn xã có trên 1.250 hộ đang có dư nợ tín dụng với gần 68 tỷ đồng. Hầu hết các hộ vay vốn đều tập trung đầu tư vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản, trồng cà phê, phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Trong những năm qua thì thực hiện cái chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn xã Hà Cang, thì hiện nay thì xã chúng tôi đang có 12 chương trình cho vay. Thế thì do 4 tổ chức hội đoàn thể cấp xã là ủy thác quản lý, thì đa số các cái đối tượng vay các cái nguồn vốn thì đều cơ bản là sử dụng hiệu quả các cái nguồn vốn được vay. Đấy cũng góp phần vào phát triển kinh tế xã hội cũng như là công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã. Đấy, các cái đối tượng được vay thì cũng đã chủ động sử dụng nguồn vốn theo đúng chương trình cho vay và mục đích sử dụng đã cam kết. Trước đây, gia đình bà Lường Thị Tiếng, bản Nông, xã Ngôi Cái là hộ nghèo. Năm 2016, gia đình bà được vay 50 triệu đồng vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Sau hơn 6 năm sử dụng vốn đầu tư nuôi lợn và gia cầm, hàng năm gia đình bà Tiếng thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng. Đến nay, gia đình đã thoát nghèo. Bà Lường Thị Tiếng chia sẻ, từ khi Ngân hàng Chính sách cho vay số tiền, tôi đi mua được 2 con lợn về nuôi. Nó đẻ ra được nhiều, bán đi trả tiền ngân hàng và xây chuồng trại, mở rộng chăn nuôi. Hiện nay gia đình tôi đã khá giả hơn trước. Được vay 50 triệu đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng, gia đình anh Lường Văn Thi ở bản Co Sản, xã Hàng Cang đầu tư chăn nuôi bò và dê. Nhờ sử dụng đồng vốn đúng mục đích, cùng với sự cần cù, chịu khó ham học hỏi và được các tổ chức hội đoàn thể hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, nên đàn vật nuôi phát triển tốt. Hiện nay gia đình anh Thi sở hữu đàn bò trên 10 con, đàn dê gần 30 con. Ngoài ra gia đình anh còn nuôi thêm lợn và gia cầm. Đến nay kinh tế của gia đình anh Thi ngày càng ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ có khoa học kỹ thuật, sau này được tiếp cận nguồn vay vốn của Ngân hàng Chính sách, thì tôi có đầu tư tăng làn thêm và mở rộng quy mô ra làn dê, làn bò ra nhiều con. Bây giờ tổng làn thì cũng làn bò thì hơn chục con, dê thì hiện tại bây giờ thì khoảng 2-5 con. Cũng như gia đình anh Thi, gia đình anh Quang Văn Thắng, bản Ban, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng được vay 30 triệu đồng từ vốn ưu đãi hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Từ nguồn vốn đó, gia đình anh đầu tư chăn nuôi lợn và gia cầm. Với 2 lứa lợn, mỗi lứa trên 20 con, gia đình anh Thắng thu lãi gần 50 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, anh còn mở dịch vụ máy xay sắt và bán tạp hóa nhỏ. Nhờ đó đến nay, kinh tế của gia đình anh Thắng ngày càng ổn định. Tôi đã được vay bên 4 ngân hàng chính sách để tôi mang về trang trải về cho gia đình. Thì tôi đã nuôi gia súc gia cầm và sau nhiều năm thì cũng tích lũy được để trả được cái vốn vay cho ngân hàng. Từ việc hội tụ được nguồn lực, đổi mới phương thức truyền tải vốn tín dụng chính sách, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng đã góp phần quan trọng trong công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo huyện Mường Ảng giảm còn 38,06%. Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 giảm còn 26,19%. Tỷ lệ giảm nghèo ở Mường Ảng giảm nhanh, có một phần không nhỏ nhờ có tín dụng chính sách xã hội của nhà nước, được Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai thực hiện hiệu quả. Trong thời gian tới, thì chúng tôi sẽ thứ nhất là tiếp tục tổ chức triển khai cái thực hiện có hiệu quả cái chỉ thị 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cái thứ hai là triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương, của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp và các ban chỉ đạo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Cái thứ ba là củng cố, nâng cao chất lượng của các điểm giao dịch xã và các tổ tiết kiệm vay vốn, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của Ngân hàng Chính sách Xã hội, của từng tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và Ban đại diện Hội đồng Quản trị các cấp. Cái thứ tư là xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có đạo đức, nghề nghiệp, tinh thông nghiệp vụ để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Cuộc hành trình của tín dụng chính sách những năm qua trên địa bàn huyện Mường Ảng tuy còn có những khó khăn, thách thức, nhưng đã tạo ra được những dấu ấn giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn khôi phục sản xuất, hàng nghìn lao động có việc làm, hàng nghìn công trình nước sạch và vệ sinh cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đây là nền tảng, động lực để phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng tiếp tục củng cố và phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được,
xây dựng ngân hàng ngày càng gắn bó mật thiết với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đi lên của huyện Mường Ảng. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.